Dạ, kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Ngày mới chúc quý cô chú thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe ha. Hôm nay thì con cũng quay trở lại vườn của chị Duy, giới thiệu đến quý cô chú một lô cây kiển mới của vườn chị. Thì cũng khá là nhiều cây đẹp cho mình lựa chọn, đặc biệt là các dòng mai chiếu thủy nu gò công đang được ưa chuộng bây giờ quý cô chú. Hôm nay thì mình có thêm một cặp kim quýt cổ ha, và một số cây bonsai khác nữa. Thì mời quý cô chú cùng gặp lại chị Duy Huy. Chị sẽ báo giá giới thiệu cho mình nha. Dạ rồi, em chào chị. Dạ, em chào anh Khánh. Em bánh chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lộc Tỉnh miền Tây ha. Hôm nay Bonsai Quy Hoàng nha, em tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị. Hôm nay em có kim quýt nè, có mai chiếu thủy, rồi có gừa, có tùng, có cằn thăng, xăm trái nữa ha cô chú anh chị. Số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ với em là 0939081082. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ. Rồi để em xin giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay luôn. Thì đầu clip hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị một cây kim quýt. Đây, là cây này là cây cây riêng, không có ghép nha cô chú anh chị. Cây này được nuôi tay cầm, nuôi lâu dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi. Cây này nuôi tầm mấy chục năm rồi đó. Dạ. Rồi để em đo thông số em báo với cô chú anh chị ha, không có còn kẽm gì hết trơn luôn. Về cô chú anh chị tỉa theo cái tay này là mình chơi thôi. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 81 đó cô chú anh chị. Chiều cao 81. Rồi, chiều dài tàn dài của cây ha là được 62. Quỳnh thân cây nha cô chú anh chị, quỳnh thân cây em đo được 14 á. Ngay 14 em báo 13 thôi nha cô chú anh chị. Rồi cây nó có phần đế nè. Dạ, đế được 62 á cô chú anh chị. Đây, kim quýt lâu lớn lắm cô chú anh chị, nuôi trên chậu cái thằng này cô chú anh chị nuôi thêm bao nhiêu năm nữa nó cũng vậy thôi à. Nó cốt cành xương dâm thì nó già lên ha. Như cây này thì cứ tỉa theo tay có sẵn là chơi thôi, chứ không có cần làm gì hết. Em cũng đã vô chậu hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi. Thì mã này là mã 1 quy nha cô chú anh chị. Cây kim quýt này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,9 triệu. Em bao ship với cô chú anh chị, ship cả chậu cho cô chú anh chị luôn ha. Về để gì chơi thôi, không có cần xử lý, chỉ chăm nước giúp em thôi. Đang trái luôn này cô chú anh chị. Đó, trái này nó chưa có chín ha, nó mới có chuyển sang màu cam cam vàng vàng. Đó, dạ. Khi mà nó chín thì nó sẽ đỏ đậm luôn, còn sống thì nó màu xanh ha. 1,900,000 à cô chú anh chị. Mã 1 quy ha. Đây. Rồi, cây hoàn thiện hết rồi chú. Tay mâm đồ hoàn chỉnh hết luôn rồi. Luôn chậu chị ha. Dạ, luôn chậu luôn anh. Luôn chậu đẹp luôn, 1,9 triệu thôi quý chú ơi. Rồi, tiếp tục chị ơi. Dạ rồi, tiếp tục sang mã 2 quy nè. Cũng là một cây kim quýt giống vậy luôn á cô chú anh chị. Đó, thì cũng được một cặp. Em đã vô chậu luôn rồi, cô chú anh chị chốt một cặp về chơi ha. Cây này đang trái nhiều lắm cô chú anh chị. Hơn nữa trái hết cả cây, nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, em xin được phép đo thông số ha. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 77 á cô chú anh chị. Chiều cao 77 à. Còn cái chiều dài của cây là được 62 luôn ha cô chú anh chị. Tán dài của cây được 62. Rồi, hoành thân cây em đo ngay đây được 11 ha. Đó, thì cây nào cũng có đế chân luôn cô chú anh chị. Đài, tay cành là giống hệt với nhau luôn á, rất là mịn màng luôn nè, cứng lắm. Không có còn dây nhọ gì hết trơn, cây cũng không có một lỗ luôn. Đây, trái đây nữa nè cô chú anh chị. Đó. Giờ cây này đang cho trái chín vậy. Chày đầy trái nhiều, cây bên đây trái nhiều, cây bên kia trái cũng có trái nữa nè, mắt còn sống nó nhiều cô chú anh chị không nhìn thấy rõ. Rồi, mã này mã hai quy nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,8 triệu thôi ha. 1,8 triệu thôi. Thì cô chú anh chị mua hai cây em bớt tiền lại cho cô chú anh chị ha. Cây bên đây 1,9 triệu, cây này 1,8 triệu. Đó, mua hai cây thì em bớt tiền nha. Mã này mã hai quy nè. Đó, là kim quýt ha, một cặp nha cô chú anh chị. Đây. Dạ, rồi một cặp này cũng gần như tương đồng nha cô chú, tại vì mình để trên hai cái đôn nó thấp cao tí thôi. Chứ để hai đôn bằng nhau thì nó gần như tương đồng. Chơi một cặp cũng xứng. Dạ. Rồi, tiếp tục chị ha. Dạ rồi, em sang mã ba quy nè cô chú anh chị. Em có một cây mai chiếu thủy nu gò công luôn cô chú anh chị. Cây có cành gớt rất là duyên ha. Mã này mã ba quy. Cây này em lật lá nè cô chú anh chị. Cốt cành lớn hết trơn luôn. Mà cắt thì liền gót ngọn nữa cô chú anh chị ha. Cây này vài ngày nữa ra lọc rất là đẹp luôn. Em xin được phép đo thông số. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 71. Có cái chiều dài của cây ha. Chiều cài ở đây là được 80 đó cô chú anh chị. Chiều dài là được 80. Cành rớt ha, cành rớt em đo từ mí này sang mí này cô chú anh chị là được 51. Đây. Yeah. Rồi, em đo cái hoành thân ngay chỗ này trước nha cô chú anh chị. Hoành thân ở đây là được 35 nè cô chú anh chị. Dạ, 35 đo, ha. Đo lúc nào cũng trừ ham nha cô chú. Rồi, tới dưới đây sát gốc ở dưới đây được 44 cô chú anh chị ha. Đây. Yeah, đó. Cây già nu dữ lắm luôn nè cô chú anh chị tham khảo nè, mặt cắt là không còn luôn á cô chú anh chị ơi. Cây liền lạc dữ lắm luôn. Đây, cốt cành lớn ha, cái cành gót ở đây rất là duyên luôn. Cây này vài ngày nữa ra lọc cái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Mã này là mã ba quy ha. Cây mai chiếu thủy nu gò công này em giao lưu đến cô chú anh chị với giá là 2,700,000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha.
chậu là em không có ship ha. Em xin được phép rút chậu lại. Cây này là nó trồng trong chậu, trên chậu mà trồng đất đó. Về cô chú anh chị bỏ đất bớt nghe, rồi mình tiêm sơ dừa, mình trồng vô chậu đẹp là mình chơi luôn nghe cô chú anh chị. Đó, cây thân to nè, nu xù, giót ngọn lên trên đây luôn, cốt cành lớn hết trơn rồi cô chú anh chị ha. 2,7 triệu bao ship với cô chú anh chị. Nu nhiều lắm cô chú ơi, nu to lắm. 2,7 triệu thôi ha, bao ship toàn quốc luôn. Dạ rồi. Rồi, tiếp rồi tục em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Mà cắt em... lời không còn. Em sang mã 4Q nè, tiếp tục cũng là một cây mai chiếu thủy nu gò công luôn đó cô chú anh chị. Đó, hai cây dáng rất là giống nhau luôn nha cô chú anh chị. Để em đo thông số em báo ha. Đây, và cây có chiều cao lên đây á cô chú anh chị là được 58 ha. Rồi, cái tổng chiều dài ở đây là được 72. Rồi, chiều tàn ngang của cây là được 49 đó cô chú anh chị. Đây, rồi cái hoành thân của cây này em đo Quỳnh Hăng em đo là được ngay 25, em cũng tính 24 rồi, lúc nào em cũng trừ hao cho cô chú anh chị hết ha. Cây này có đế luôn nè cô chú anh chị, phần đế được 55 mà. Đây, cây cũng có đế nè, rồi thân thì cũng nu từ gốc lên tới trên đây luôn nè cô chú anh chị. Cành gốc ở đây, gốc cành rất là lớn ha. Đây, cây này có mặt cắt nha cô chú anh chị, mặt cắt ngay chỗ này ha, bằng một ngón tay của em nè cô chú anh chị. Đó, đang kéo rất là mạnh luôn, già trơn luôn, cây già lắm luôn. Mã này mã 4Q nha cô chú anh chị. Dạ, cây này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 2,4 triệu em bao ship ha. 2,4 triệu em bao ship cho cô chú anh chị. Chậu là em không có ship chậu, em xin được phép rút chậu bó bầu. Đó. Rồi, 2,4 triệu thôi chị ha. Dạ. Dạ rồi, tiếp rồi tục em xin phép đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 5Q. 5Q em có một cây gừa bông đó cô chú anh chị, hay còn gọi là cây si Đài Loan ha. Cây này em vô chậu cho cô chú anh chị luôn rồi, về cứ để gì là chăm nước giúp em thôi nè. Đang có trái luôn nè cô chú anh chị. Dạ, cây đang trái nhiều lắm chị. Cây nó, cây là nó thuần chậu rồi ha. Trái chín nó màu hồng hồng vậy nè cô chú, đẹp lắm. Dạ. Rồi để em xoay qua đây nè cô chú anh chị, em thông số em báo với cô chú anh chị ạ. À, cây có chiều cao cô chú anh chị, chiều cao từ đây lên đây được 35 ha. Chiều tàn dài của cây là được 69 nè. Tàn ngang của cây là được 35 luôn á cô chú anh chị. Rồi, phần thân ở đây là được 17 á cô chú anh chị. Này, cây cốt cành lớn đang trái luôn thần chậu ha. Mã này là mã 5Q với cô chú anh chị. Cây gừa bông hay còn gọi là cây si Đài Loan. Cây này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 900.000. 900.000 em bao ship cho cô chú anh chị cả cây cả chậu luôn ha. 900.000 à. Đó. Ship luôn chậu cô chú ơi. Dạ, ship luôn chậu luôn á cô chú anh chị. Cây này già lắm mà nuôi lâu dữ lắm luôn á, đang trái luôn á cô chú anh chị. Một cây gừa bông hay còn gọi là cây si Đài Loan ha cô chú anh chị. 900 mã 5Q. Này. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 6Q với cô chú anh chị. 6Q em có một cây si búp hồng. Đó, si búp hồng, cây này em ký định nè cô chú anh chị. Ở như cây này là nó thuần chậu lâu dữ lắm luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nuôi lâu lắm luôn rồi ha. Em xin được phép đo thông số cây mã 6Q nha. Cây có chiều cao lên đây là được 45. Chiều dài của cây là được 54 đó cô chú anh chị. Chiều cao 45, chiều dài 54. À, em đo cái chậu đi, chậu là 40 nè cô chú anh chị, chậu 40 ha. Còn chiều ngang là được lọt lòng chậu là được 28 á cô chú anh chị. Đây. Rồi cái đình là ở đây nè. Rồi. Rồi em đo cái gì nữa bây giờ ta? Rồi đo cái chiều ngang của cái đình đó cô chú anh chị, chiều ngang của đình là được 27 hay chiều dài chứ? Chiều dài là được 27, cái thân cây đây. Thân cây đo ngay chỗ này nghe cô chú anh chị là được 8 đó, được 8 cm ha. Đây là những cái cọng rễ em cho ký rất là lâu luôn rồi. Mã này là mã 6Q cô chú anh chị. Cây si búp hồng như thế này đây em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,2 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị nha. Chậu này chậu xi măng nè. Em ship luôn cho cô chú anh chị đi, về cô chú anh chị sang vô chậu khác đi ha. Nó cho nó đẹp hơn cô chú anh chị. Rồi 1,2 triệu bao ship một cây si búp hồng ký cổng làng cô chú anh chị. Dạ rồi. 1,2 triệu. Rồi em sang mã 7Q nghe cô chú anh chị. Em có một cây bông giấy nè. Cây này là bông giấy Mỹ, cây ghiên không có ghép gì hết trơn á cô chú anh chị. Đó, cây ghiên nha. Gốc này là gốc già cô chú anh chị, gốc già nuôi lâu dữ lắm luôn rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 70. Chiều tàn dài của cây là được 61 ạ. Chiều cao 70, tàn dài 61, hoành thân cây là được 29. Cây có phần đế ở đây nè cô chú anh chị ha. Rồi phần đế của cây em đo em báo với cô chú anh chị là được 76 ạ. Phần đế được 76 nha cô chú anh chị. Cây nguyên một cái củ đặc luôn, không có bị cháy một dĩa trơn nè cô chú anh chị. Này, mặt tiền ở đây ha. Cốt cành lớn không có kẽm gì trơn, về tỉa theo tàn này là chơi thôi. Rồi mình sang vô cái chậu đẹp đẹp chút nha cô chú anh chị. Mã này mã 7Q ha.
cây bông giấy Mỹ Rin này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,6 triệu, em bao ship với cô chú anh chị. Chậu thì em cũng xin được phép đút chậu bó bầu luôn. Cây cốt cành lớn hết trơn rồi cô chú anh chị ơi. Nó đang ra lọc non nè, bông giấy dễ lắm, nó ra hai rồi cái nó ra lọc là bắt đầu nó tự có bông lại nữa cô chú anh chị. Rồi. Dạ, cây này liền lạc sạch sẽ chị ha. Dạ. Rồi. 1,6 triệu hả cô chú? Rồi tiếp tục chị ơi. Dạ rồi, em sang mã 80 với cô chú anh chị. 80 em tiếp tục bán với cô chú anh chị Mai Chứ Thủy Nu Gò Công ha. Thì cái lô này là em đã vô chậu hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi. Mấy cây này về mình để trên bàn nó ra lọc nó đẹp nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 26 nè. Rồi tàn dài của cây của cô chú anh chị là được 39 ha. Tàn dài cây 39. Hoành đế em đo sát ở dưới đây được 32 cô chú anh chị. Hoành thăng ha, hoành thăng ở đây là được 24 nè. Đó, cây này có gọng rất là duyên nha cô chú anh chị. Mã này là mã 80 nha. Cây Mai Chứ Thủy này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,1 triệu. Em bao ship cho cô chú anh chị, ship cả chậu luôn đó cô chú anh chị. 1,1 triệu nha. Cây già lắm luôn á, nuôi cốt lâu rồi cô chú anh chị ơi. Xương dâm đầy đủ hết rồi nè. Dạ, liên chậu đẹp nha cô chú. Bao ship ship chậu luôn 1,1 triệu đó cô chú anh chị. Rồi, đây. Đổi giúp em luôn. Rồi em đổi cây ha. Em xuống cây em sang mã 90. Tiếp tục cũng là một cây Mai Chứ Thủy nuôi hoàn tâm luôn đó cô chú anh chị. Này, ha, cây này là cũng có gọng, cây nào cũng có gọng hết trơn đó cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây được 30. Chiều dài của cây là được 38 nha cô chú anh chị. Em đo cái hoành thăng sát ở đây là được 22 nè cô chú anh chị. Đó, cây này còn đế luôn ha, đế nó nở chặt ra dưới đây luôn. Có cành lớn hết trơn rồi nè. Rồi mã này mã nhiêu ta? 10 quy. 10 quy nghe cô chú anh chị. Cây này giá 1,000,000 đồng, em bao ship, ship cả chậu cho cô chú anh chị ha. 1,000,000 đồng thôi. Cây có gọng hết trơn, có cốt luôn, thăng to, có đế luôn nè cô chú anh chị. 1 dạ. Triệu đồng em bao ship ạ. 1 triệu. Rồi đổi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 9 quy. Cô chú anh chị nhớ chốt đúng mã giúp em ha. Tại vì mấy cái lô này là nó giống giống với nhau á. Mà hồi nãy là em lên mã lộn nữa ha. Cái này là 9 quy nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi để em báo nha cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Có tàn dài ở đây là được đây, tàn dài ở đây là được 36 nha cô chú anh chị. Còn cái hoành thăng ở đây là được 24 nè cô chú anh chị. Cây cốt cành ha, có gọng sẵn rồi, có cốt luôn rồi, được vô chậu hoàn thiện. Rồi mã này mã 9 quy nha cô chú anh chị. Cây này bán 950 với cô chú anh chị thôi. 950.000 em bao ship với cô chú anh chị ha. Cây này cốt cành đóng đẹp luôn chú. Dạ. Đầy đủ luôn, đóng chuẩn luôn. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã này là mã 11 quy nè cô chú anh chị. Đó, 11 quy ha. Để em xây qua đây em báo thông số với cô chú anh chị nha. Rồi cây có chiều cao lên đây được 28. Rồi có tầng dài ở đây là được 38 đó cô chú anh chị. Cây này có đế đẹp cô chú anh chị ơi. Phần thân em đó ở đây là được 26 nè cô chú anh chị. Nó giót mọn anh có chút xí rồi ha. Cốt cành lớn hết luôn nè. Rồi cái cọng kiểm này em để dây chợ ở đây nha cô chú anh chị. Đó ở đây nè. Em để giờ nó ra dây cái mình quấn vô luôn. Rồi mã này mã 11 quy ha. Cây Mai Chứ Thủy này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 1,000,000 đồng. 1,000,000 đồng em bao ship nha cô chú anh chị. 1,000,000 em bao ship cho mình luôn cả cây cả chậu luôn ạ. Đây. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 12 quy với cô chú anh chị. 12 quy cũng là một cây Mai Chứ Thủy nuôi hòa công luôn. Đây. Rồi để em đo thông số em báo với cô chú anh chị ha. Cây có chiều cao lên đây là được 32. Có cái tàn dài của cây là được 39 đó cô chú anh chị. Cắt bẹt bít luôn rồi chú. Hoành thăng ở đây là được 23 nha cô chú anh chị. Rồi cái đế thì nó nở ra ha. Như cây này là liền mặt cắt rồi cô chú anh chị ơi, không còn mặt cắt gì hết ha. Mã này mã 12 quy ha. Cây Mai Chứ Thủy này bán với cô chú anh chị giá 1,1 triệu bao ship cả cây cả chậu ha. Đây, 1,100,000 bao ship với cô chú anh chị luôn, cả cây cả chậu luôn, cả tiền ship luôn nha cô chú anh chị. Cây này liền mặt cắt hết trơn rồi, cốt cành lớn luôn. Đây. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 13 quy nè cô chú anh chị. 13 quy em có sâm trái ha. Đây sâm trái. Thì như cây này em chưa vô chậu, về cô chú vô chậu giúp em đi. Nó đang có bông rất là nhiều luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 31. Rồi tàn dài của cây em đo như thế này đây ha. Được 52. Hoành thăng em đo cô chú anh chị. Hoành thăng đo là được 17 nè cô chú anh chị ha. Hoành thăng đo được 17. Đây là sâm trái nha. Thăng già dữ lắm luôn, không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết trơn nha cô chú anh chị. Cốt cành lớn, tàn thì mịn lắm luôn nè cô chú anh chị. Đó, mịn tàn nha. Nó đang có ha nè, mấy ha này về đậu trái hết luôn hết cô chú anh chị.
Rồi mã này mã 13 quy nha cô chú anh chị. Cây sâm trái này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 950 em bao ship ha. 950.000 em bao ship với cô chú anh chị luôn. Rồi, cây già lắm mà nuôi rồi bao ship cho cô chú anh chị luôn, giá có 950 à nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 14 quy, tiếp tục là một cây sâm trái luôn. Đó, cây này mịn tàn dữ lắm luôn, còn cái lượng hoa trên cây thì nhiều lắm. Đó. Về nhà cô chú anh chị là đậu trái à. Cây này già lắm rồi cô chú anh chị ạ. À. Hoa nhiều lắm cô chú, dày đặc. Cây có chiều cao lên đây được 31 nè. Tàn ngang của cây được 40. Tàn dài của cây được 65 đó cô chú anh chị. Đây. Rồi hoành thân em đo được 15 ha. Hoành thân được 15 á. Rồi có đế nè cô chú anh chị, phần đế em đo hạo gì thôi được 24 đi cô chú anh chị ha. 24 nè. Đó. Yeah. Rồi, cây này 1 triệu đồng nha cô chú anh chị. Cây này 1 triệu đồng. À, cây sâm trái mã 14 quy ha. Rồi nè, cô chú anh chị tham khảo nè. Thân nó nu nu liền lạc, không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết trơn. Rồi nè ha, mịn tàn như thế này đây nè. Rồi 1 triệu đồng ha cô chú anh chị, mua hai cây em bớt cho mình 100.000 nha. Mã này mã 14 quy nha cô chú anh chị. Yeah. Đó. Rồi em đổi cây luôn ạ. À. Tiếp theo em lên mã 15 quy, một cây tùng đó cô chú anh chị. Một cây tùng vạn niên ha. Cây này tâm cao nè cô chú anh chị. Rồi, em xin được phép đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây được 61. Cái cành gớt xuống đây là được 56 cô chú anh chị. Rồi, cái hoành thân em báo trên đây đi là được 9 đi cô chú anh chị, em từ hao dây nhôm nha. Còn xác ở dưới đây là được 15 đó cô chú anh chị ơi. Tính 14 thôi nó cũng còn dính dây nhôm nữa nè. Nói chung là cái xác cái cũ dưới đây là nó to nó nở ra, còn trên đây là nó nhỏ nha cô chú anh chị. Đó rồi, mã này mã 15 quy ha. Cây tùng này em giao lưu đến cô chú anh chị giá 600 em bao ship. Chậu là em xin được phép rút chậu bó bầu. Đó. Cây nó thùng chậu lâu lắm rồi cô chú anh chị. 600.000 à. Dạ rồi. Rồi em sang mã mới ha. Em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em lên mã 16 quy. 16 quy em bán combo. Em bán combo hai cây linh sam siêu bông đó cô chú anh chị. Đây. Cây mịn tàn luôn rồi, dáng quái lắm luôn. Hai cây để dáng gì này cô chú anh chị. Đó. Rồi. Em đo thông số em báo luôn nghe, cây có chiều cao lên đây 27. Có tàn dài ở đây được 37 á cô chú anh chị. Hoành thân cây nè. Hoành thân cây được 10 cm ha. Rồi. Cây bên đây một tiếp tục cây bên đây nữa cô chú anh chị ơi. Cây bên đây chiều cao lên đây đo như thế này thôi được 14 á cô chú anh chị. Rồi tàn dài của cây được 32. Hoành thân của cây được 10 cm luôn. Nói chung là hai cây là dáng quái nè. Cô chú anh chị chơi về mua cái chậu nghe sang nha. Đó, mình tàn như thế này đây. 550.000 bao ship hai cây linh sam như thế này đây nghe cô chú anh chị. Dáng quái cực kỳ luôn nè. Đó, rễ ăn đây luôn, liền lạc không có lỗi lầm khuyết điểm gì chân. Bao ship với cô chú anh chị luôn. Chỉ có 550.000 thôi. Hai cây linh sam siêu bông. Dạ, rồi 550 thôi ha. Dạ, rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Em sang mã 17 quy ha. 17 quy em lên cần thân đó cô chú anh chị. Cần thân này đó, cần thân cô chú anh chị chơi phong thủy nè, cần cù thân tiến ha. Cây này mịn tàn dữ lắm luôn người ạ. Cây có chiều cao lên đây được 33. Có cái tàn dài đây được 40 cô chú anh chị. Cũ quá trời cái cũ rồi. Rồi vành cũ được 50 á cô chú anh chị ơi, vành cũ được 50. Vành thân ở đây được 30 ha. Cây liền lạc không có lỗi lầm khuyết điểm gì hết trơn luôn. Đây. Đó, cần thân. Cần thân cái này về cô chú anh chị không thích chơi cây ghim gì mình ghép thôi cũng được luôn. Rồi em giao lưu đến cô chú anh chị giá 550 em bao ship với cô chú anh chị. Mã 17 quy ha, 550.000 em bao ship. Một củ cần thân như thế này đây nè, rất là to liền lạc nè, mịn tàn luôn nè cô chú anh chị. Dạ. Đó. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 18 quy nè, tiếp tục một củ cần thân nữa cô chú anh chị ơi. Rồi cái củ này cũng rất là đẹp luôn, bán cũng có 550 với cô chú anh chị thôi, giá là bao ship với cô chú anh chị luôn á. Có 550.000 bao ship luôn. Cây có chiều cao lên đây là được 27 cô chú anh chị. À, tàn dài của cây là được 51 ha. Chiều cao 27, tàn dài 51. Hoành cũ ở đây là được 35 nè. Rồi, phần đế ở đây là được 42 nha. Cây này 550.000 bao ship với cô chú anh chị ha. Đó, mã này mã 18 quy. Không có lỗi lầm, không có khuyết điểm gì hết trơn luôn, mặt trước mặt sau gì nè, y gan đó cô chú anh chị. Đó. Dạ. Rồi hết luôn rồi anh. Mã cuối luôn chị ha, 18 quy. Dạ. Thì đây là mã cuối của bonsai Quy Hoàng nhà em hôm nay ha. Em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra xem clip nhà em và mua cây ủng hộ em. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh bonsai Lục Tỉnh Miền Tây sắp tới. Em xin chào ạ.
Dạ rồi, con cảm ơn cô chú, rất mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả cô chú dành cho các anh nhà vườn cũng như là dành cho kênh ha. Con xin chào và hẹn gặp lại.